dài, áo khoác lót lông, áo len cổ lọ, mặc đồng Nguyễn Bàn. Shop em giảm giá kích sàn, mốt ca giá rẻ ngập tràn Shopee, lại còn phí ship free, nhanh tay không chẳng còn gì hết nhé. Siêu sale 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 11 tới đây tại Thời Trang Nam Fiverty, giảm giá tới 70% toàn bộ sản phẩm thu đông, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các đơn hàng. Siêu sốc 8.000 sản phẩm mốt ca, áo giữ nhiệt, áo len cổ lọ, áo khoác lót lông Fiverty giá chỉ từ 29.000 đồng. Hãy nhanh tay truy cập link shop ở phía dưới phần mô tả để ship nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Dưới thời Johnson cầm quyền, cuộc chiến Việt Nam đã khiến cho nợ quốc gia của Mỹ là 354 tỷ đô. Đến thời của Nixon, cuộc chiến chưa kết thúc đã khiến cho chính phủ Mỹ mắc nợ thêm 121 tỷ nữa, đưa tổng số nợ lên là 475 tỷ đô, một con số kỷ lục, từ đó dẫn tới lạm phát. Đây là một điều khiến cho Nixon sợ tái mặt. Thế nhưng chính nhờ điều này mà Nixon đã nghĩ ra được một phát minh khiến cho cả thế giới phải vận hành theo nó đến tận ngày hôm nay. Nói một cách dễ hiểu thì bản chất của tờ tiền đang nằm trong tay bạn, nó chính là một tờ giấy giúp bạn có quyền đòi một thứ gì đó. Và trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai vào năm 1944, hội nghị Bretton Woods khét tiếng đã ra đời và tuyên bố rằng đồng đô la là đồng tiền dự trữ chung của cả thế giới, và cầm tờ đô la này thì bạn có quyền đòi được vàng bất cứ lúc nào. Lý do chọn vàng làm tài sản đảm bảo có lẽ ai cũng đã hiểu. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao cả thế giới lúc đó không dùng euro hay yên Nhật làm đồng tiền chung mà lại chọn đô la Mỹ? Đơn giản bởi ngày đó Mỹ đã quá giàu, chuyên đi bán vũ khí cho các nước khác đánh nhau, thế nên Mỹ đã nắm tới 2/3 lượng vàng của cả thế giới. Chính vì có quá nhiều vàng như thế, thế nên tất cả các nước còn lại đều phải nhảy theo nhạc nền của Mỹ, lấy đô la Mỹ làm đồng tiền chung. Ngày đó cứ có 44 đô la thì bạn mới có thể đổi ra được một cây vàng. Thế nhưng chỉ có cầm tiền đô la thì mới đổi được như thế thôi, chứ cầm tiền khác thì không thể nào đổi ra vàng được. Chính vì lý do đó mà Mỹ đúng nghĩa là bố đời mẹ thiên hạ. Với quyền lực trong tay, Mỹ đã tha hồ in tiền mà không có một tỷ lệ dự trữ vàng nào được thiết lập. Suốt ngày chỉ ăn rồi bỏ tiền ra đi chế tạo vũ khí, mang sang đánh nhau ở Triều Tiên và Việt Nam. Chính vì điều này đã khiến cho đồng đô la của Mỹ càng ngày càng mất giá. Vậy tại sao Mỹ càng ít tiền thì tờ đô la của Mỹ càng mất giá? Nôm na bạn có thể hiểu rằng cái gì càng nhiều thì sẽ càng mất giá trị. Giả sử như cả thế giới chỉ có đúng một cái đồng hồ Rolex bằng vàng, để mua được chiếc đồng hồ đó thì chỉ có một cách duy nhất là bạn có trong tay một tờ giấy có chữ ký của thằng Tuấn Tiền Tỷ. Tờ giấy đấy cả thế giới cũng chỉ có đúng một tờ. Thế nhưng bây giờ thằng Tuấn nó quá rảnh, nó ngồi ký thêm 80 tờ nữa và đồng hồ vẫn chỉ có đúng một chiếc, không hơn không kém. Ngày xưa một tờ đổi lấy một đồng hồ, còn bây giờ là 81 tờ mới có thể đổi được một chiếc đồng hồ. Chính vì điều này mà các nước trên thế giới đã sợ tím mặt khi giữ đô la trong người. Bởi Mỹ càng in thêm nhiều tiền thì đô la mà họ dự trữ càng giống như tờ giấy lộn. Và để rồi các nước phải kêu gào chở tiền đô la dự trữ của mình sang Mỹ để đổi lại lấy vàng. Bị các nước như Pháp hay Tây Ban Nha rối rít đem tiền đến để đổi lấy vàng, thậm chí nó còn mang cả quân đội đi để áp tải vàng về, thì Mỹ hiểu rằng kiểu gì Mỹ cũng chết, vì làm gì còn vàng trong kho để đổi đâu. Chính vì lý do đó mà ngày 15 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Mỹ Nixon đã tuyên bố đóng cửa sổ vàng. Bây giờ cầm đô la sẽ không đổi được ra vàng, mà cầm đô la chỉ đổi được ra dầu mỏ mà thôi. Đây là một nước cờ chơi xấu, thế nhưng nó lại cực kỳ đúng đắn và khôn ngoan của Mỹ. Mỹ hiểu rằng khác với vàng, dầu mỏ dùng để sản xuất tiêu thụ, thiếu nó thì ngành công nghiệp và chế tạo các loại động cơ không thể hoạt động. Do vậy, dầu mỏ và sản phẩm của nó hầu như có mặt trong toàn bộ đời sống, hoạt động của con người hiện đại. Vì thế, ai làm chủ được nguồn cung dầu mỏ thì người đấy sẽ làm chủ được nền kinh tế toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có dầu? Lúc này Mỹ đã nhắm tới Ả Rập, một quốc gia có trữ lượng và số lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới, để ký thỏa thuận. Mỹ sẽ bảo kê cho Ả Rập khỏi bị Israel xâm lược. Việc của Ả Rập là chỉ được bán dầu cho các nước khác bằng đồng đô la Mỹ, không được bán bằng bất cứ một đồng tiền nào khác.
Thỏa thuận ngay lập tức được đồng ý và đồng đô la đang trên con đường trở thành giấy vụn bỗng dưng lại trở thành một thứ còn quý hơn vàng. Đơn giản bởi cả thế giới này, quốc gia nào cũng cần dầu. Bạn nhìn xung quanh bạn, kiểu gì cũng có một thứ cần phải có dầu mới sản xuất được. Và muốn có dầu thì phải có đô la. Muốn có đô la thì phải chơi thân với Mỹ bằng cách xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ để lấy đô la. Mà xuất hàng sang Mỹ thì phải bán với giá rẻ thôi, để nó còn mua cho thì còn có đô la mà dùng. Chứ bán giá quá cao, nó không mua cho thì lại chết sạc gạch. Bán sang Mỹ giá rẻ thì người dân Mỹ sẽ là người được hưởng lợi nhất. Chính vì quyết định phá bỏ bản vị vàng của Nixon mà cả thế giới phải chơi theo một luật rừng mà Mỹ đã đề ra. Hễ mà lệch sóng, đòi mua dầu bằng bất kỳ một đồng tiền nào khác thì ngay lập tức bạn sẽ bị ăn đạn. Đơn giản bởi lúc này, Mỹ muốn cả thế giới phải nhảy theo điệu nhạc có tên là petrodollar. Vào năm 2000, Tổng thống của Iraq là Saddam Hussein đã tuyên bố sẽ bãi bỏ hệ thống petrodollar và thay vào đó là sẽ dùng đồng euro để bán dầu ra thị trường toàn cầu. Vào tháng 2 năm 2003, tờ Guardian của Anh đã ghi nhận Iraq đã thu được lợi nhuận sau khi thực hiện thay đổi chính sách này. Thế nhưng không lâu sau, với cái cớ Iraq vẫn đang sở hữu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Mỹ đã tiến hành xâm lược Iraq. Ngay lập tức, Iraq đã phải giã từ hệ thống petroero để về với hệ thống petrodollar như cũ. Cũng tương tự như Iraq, thì tại Libya, nhà lãnh đạo Gaddafi đã bị trừng phạt vì một đề xuất tương tự. Ông Gaddafi đã từng có kế hoạch tạo ra một đồng tiền thống nhất châu lục đen được vàng hỗ trợ, dùng để mua bán dầu mỏ khai thác từ khu vực châu Phi. Thế nhưng, Mỹ và các đồng minh NATO lại không hề thích điều này. Và theo như các nội dung thư điện tử bị rò rỉ sau này của bà Hillary Clinton, thì đây là lý do chính khiến cho ông Gaddafi bị lật đổ. Đó là những cuộc chiến mà nguyên nhân bắt nguồn suốt từ thời của Nixon, một trong những cái đầu cực kỳ nhiều sạn của thế giới, ảnh hưởng đến cuộc tranh cử của Trump và Biden cách đây ít ngày. Donald Trump lúc nào cũng muốn nước Mỹ thịnh vượng trở lại, bản chất là muốn đồng đô la của Mỹ có ảnh hưởng đến thế giới như trước đây. Ông không muốn ngồi yên một chỗ, nhìn Nga và Trung Quốc bán dầu cho nhau rồi thanh toán với nhau bằng một đồng tiền riêng. Chuyện nói ra sẽ còn rất dài, thế nhưng lại sợ bị anh em chửi. Thế nên chúng ta cùng quay trở lại với Nixon, một người cực kỳ thông minh, cực kỳ ma quái. Thế nhưng Nixon vẫn phải thất bại muối mặt trước Việt Nam. Năm 1972, để tạo điều kiện cho B-52 ném bom Hà Nội dễ dàng hơn, Nixon đã có chuyến thăm Trung Quốc và Liên Xô để hai nước này thôi không viện trợ cho Việt Nam nữa, khiến cho Mỹ đánh Việt Nam dễ dàng hơn. Chính điều này đã khiến cho Việt Nam cực kỳ khó khăn trong việc đấu lại với Mỹ. Có Liên Xô, Trung Quốc viện trợ đã khó đánh rồi, bây giờ họ không viện trợ để mình tự xoay sở còn khó hơn rất nhiều. Đó là một lý do mà Mỹ cực kỳ tự tin mang B-52 đánh Hà Nội. Cùng với đó là câu chuyện về bộ đội của ta ở Hải Phòng vào ngày 16 tháng 4 năm 1972 bắn gần 100 quả tên lửa mà không rơi một chiếc B-52 nào. Ở Hà Nội ngày hôm đó cũng bắn 40 quả tên lửa và chẳng thấy rời cái gì. Đây là một cuộc tập kích mà mục đích của Mỹ là đánh các kho xăng dầu, các nhà máy điện ở Hải Phòng, Hà Nội để ngăn chặn chi viện của bộ đội ta vào chiến trường miền Nam. Thế nhưng cùng với đó, Mỹ cũng muốn thử nghiệm xem công nghệ gây nhiễu mới của mình sẽ được cải tiến như thế nào, có khắc chế được tên lửa của Việt Nam hay không. Quá tự tin vào một chiến thắng trong tầm tay của mình, Mỹ đã gấp rút tổ chức một cuộc đổ bộ san phẳng Hà Nội vào cuối tháng 12 năm 1972. Nhận thấy khả năng chống địch của mình quá yếu, chính vì thế bộ đội ta đã gấp rút sửa sai mọi thứ để nếu Mỹ có quay trở lại ném bom lần tiếp theo thì mình sẽ có cách ứng phó. Thế nhưng bây giờ, nghiên cứu kiểu gì để biết được mới là điều quan trọng. Tất nhiên là ngày đó chưa có Google, mà kể cả có Google đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào tìm được những tài liệu bí mật quân sự như vậy. Nước cuối cùng bây giờ là chỉ có hỏi các phi công ở nhà tù Hỏa Lò. Ngày đó, chúng ta cho các phi công tham quan các nơi mà B-52 tàn phá. Họ hiểu hơn về một cuộc chiến phi nghĩa. Họ được viết thư, họ được vẽ lại chính cuộc sống của họ trong nhà tù Hỏa Lò để gửi về cho gia đình. Họ được đối xử như vua, họ yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Nên biết gì, họ đều khai sạch. Làm sao để mình có thể đánh được B-52, bảo vệ được mạng sống cho họ. Nhờ thông tin từ các tù binh Hỏa Lò cung cấp, kết hợp với việc mày mò sáng tạo của bộ đội ta, thì cuối cùng mình đã phát hiện ra B-52 chưa gây nhiễu ở giải sóng 3cm. Đây là một phát hiện quyết định cho pha lội ngược dòng cả một cuộc chiến. Giải sóng 3cm này nó nằm trong đài radar bắt mục tiêu K-860, thường được dùng cho pháo cao xạ 57 ly do Trung Quốc viện trợ cho ta.
Đây là một giải sóng rất kỳ diệu, nó có thể phân biệt được B-52 với các máy bay tiêm kích chứ không bị nhập nhằng giống các loại radar khác. Phân biệt được B-52 là một chuyện, thế nhưng hay hơn nữa, đó là việc nó không bị tên lửa Sirius tấn công do loại tên lửa đó không nhắm vào giải sóng 3 cm. Một giải pháp rất thô sơ nhưng lại cực kỳ tuyệt vời, khiến cho các phi công của Mỹ không thể nào giải thích nổi tại sao mình lại có thể bị bắn hạ. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ngày đó Mỹ có biết mình dùng giải sóng 3 cm để đánh họ hay không? Câu trả lời là họ biết. Bản chất là trên máy bay B-52 có máy gây nhiễu ALR-18 để gây nhiễu với giải sóng này. Thế nhưng nó lại chỉ được lắp ở đuôi để tránh máy bay MiG-21. Chỉ đối với Mỹ, ở dưới đất, giải sóng 3 cm này không có một tí sát thương nào cả. Thế nên họ không cần phải lắp thiết bị gây nhiễu. Không thể tin vào sự khó hiểu khi một nền công nghiệp quốc phòng phát triển như Mỹ mà lại có thể để Việt Nam dùng những công cụ thô sơ khắc chế. Chính vì thế mà sau khi kết thúc chiến dịch 12 ngày đêm, Thiếu tướng Phạm Thu đã phải tận tay đến nhà tù Hỏa Lò để hỏi cung tù binh. Ông có hỏi một sĩ quan điện tử trên B-52 rằng khi máy bay vào Hà Nội, anh có thu được radar mặt đất làm việc ở giải sóng 3 cm hay không? Viên phi công lập tức trả lời là có. Vậy anh đã xử lý nó như thế nào? Tôi không quan tâm đến nó vì đó là một loại radar của pháo phòng không tầm thấp, không uy hiếp gì đến B-52. Câu trả lời trên đã cho ta thấy được sự khinh thường chủ quan của người Mỹ đã khiến cho họ phải trả một cái giá đắt như thế nào. Thế nhưng đó mới chỉ là sự vất vả của bộ đội dưới mặt đất, còn đối với bộ đội ở trên không thì điều này dường như cũng chẳng kém là mấy. Theo như lời của Trung tướng Phạm Tuân kể lại thì chiến lược của bộ đội ta đối với phi công cực kỳ đúng đắn. Mình quá hiểu thằng Mỹ, kiểu gì nó cũng chỉ muốn đánh ban đêm, bởi đánh ban ngày thì quá thuận lợi cho MiG-21 bắn phá. Cùng với đó thì Mỹ cũng thừa biết phi công có thể bay đêm ở Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì thế mà kiểu gì nó cũng cho đánh đêm. Bắt được bài của Mỹ, vào năm 1967, Trung tướng Phạm Tuân vừa tốt nghiệp trường không quân ở Liên Xô xong, chưa kịp làm gì đã nhận được tin Việt Nam đề nghị Liên Xô cho phi công của ta bay đêm. Điều này khiến cho Liên Xô cực kỳ bất ngờ vì đơn đặt hàng này từ trước đến nay chưa bao giờ có. Ai đời, phi công vừa ra trường, bay ban ngày còn chưa sói, lại đùng một cái đòi bay ban đêm trong điều kiện thời tiết có tuyết cực kỳ phức tạp. Ngày đó, các phi công như Trung tướng Phạm Tuân luyện tập cực kỳ vất vả, bởi bay ban đêm thì khác hoàn toàn so với bay ban ngày, đặc biệt là việc cất và hạ cánh. Đơn giản vì Mỹ nó cứ thấy ở đâu có sân bay là nó đánh phá. Sân bay là mục tiêu đầu tiên của nó khi đánh miền Bắc. Sở dĩ có điều đó bởi nó rất sợ máy bay tiêm kích của mình. Chính vì điều đó mà các phi công như Trung tướng Phạm Tuân đều phải rèn luyện rất thuần thục các kỹ năng cất và hạ cánh trong đường băng nhỏ hẹp. Kết hợp với đó là việc cho một máy bay khác giả vờ làm B-52 cũng bay đêm để luyện tập phản xạ, luyện tập cách phát hiện mà nghiên cứu ra công thức đánh B-52 sao cho chuẩn xác nhất. Các phi công bay đêm như anh hùng Phạm Tuân ngày đó nhìn thấy các đồng đội của mình hạ gục được máy bay Mỹ thì thích lắm. Lúc đó cũng chỉ muốn xin chỉ huy cho đi bắn luôn để lập chiến công làm rạng danh Tổ quốc. Thế nhưng ngày đó, các chỉ huy của mình rất tuân thủ chiến lược đề ra và bảo rằng việc của các đồng chí là luyện tập để đánh ban đêm, không có chuyện mang ra đánh ban ngày ngay bây giờ được. Phải luyện tập cho thật kỹ, rồi sau này kiểu gì cũng sẽ được ra trận. Chỉ sợ lúc đó, ra trận lại không hoàn thành được nhiệm vụ mà thôi. Chính những chiến lược cực kỳ rõ ràng như vậy mà các phi công của ta đã khiến cho Mỹ phải khiếp sợ ngay cả khi đưa về thế buộc ta đánh đêm. Phi công của ta đã lùa cho Mỹ không biết đường nào mà lần, chơi sát ván với Mỹ bằng cách nếu thích thì lao thẳng vào B-52 rồi cảm tử luôn, như trường hợp của phi công Vũ Xuân Thiều. Chính nhờ tinh thần dám cảm tử đó mà các phi công Mỹ cực kỳ sợ Việt Nam, họ chẳng biết đường nào mà lần. Trường hợp phi công mình phải tiêu diệt B-52 thì chả nói làm gì nhiều. Thế nhưng có những trường hợp B-52 nó bay quá nhiều tốt mà phi công mình lại có hạn thì việc tiêu diệt B-52 là điều không thể. Lúc này chúng ta đặt nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu lên đầu. Nhiệm vụ của phi công là phải dí sát mông B-52 rồi làm đủ mọi trò dọa dẫm để làm sao khiến cho B-52 giãn ở chỗ khác. Cứ thằng nào bay vào cái khoảng không mà mình đã khoanh thì phi công của mình phải có nhiệm vụ đuổi đi, tránh thả bom vào những vị trí quan trọng như sở chỉ huy hay nhà máy điện. Với ý chí chiến đấu máu lửa cùng với khả năng phối hợp bài bản của mình thì sau 12 ngày đêm, Mỹ đã bị rơi 34 trên tổng số 193 chiếc tại Việt Nam. Một số lượng tổn thất quá lớn đã khiến cho Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với mình tại Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Sau trận đánh bom suốt 12 ngày đêm, rất nhiều phi công của Mỹ đã bị bắt
và được đưa đến những nơi mà họ ném bom như phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai để họ có thể tận mắt chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng mà họ đã gây ra cho người dân Hà Nội. William Conley, một trung tá điều khiển điện tử trên pháo đài bay B-52 đã thừa nhận rằng: "Chúng tôi được đến tận nơi xem một dãy phố dài, một bệnh viện lớn bị phá hủy. Chúng tôi rất ngạc nhiên và hổ thẹn. Chúng tôi đã bị cấp trên lừa. Vâng, đúng là một sự lừa dối. Họ bảo đó là mục tiêu quân sự. Thế nhưng thật ra, đó là vùng đông dân. Bom ném theo bản đồ được đánh dấu rất kỹ. Không thể nào tôi có thể nhầm lẫn được." Điện Biên Phủ trên không là một trận chiến đẫm máu nhất của quân và dân Hà Nội. Một trận chiến mà họ đã cho cả thế giới thấy rằng động vào ai thì được, chứ đừng có động đến Việt Nam, kể cả bạn có dùng công nghệ gì đi chẳng nữa. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé. Quần dài áo khoác lót lông, áo len cổ lọ mặc đồng Nguyễn Bàn, shop em giảm giá kích sàn, mocha giá rẻ ngập tràn Shopee, lại còn phí ship free, nhanh tay không chẳng còn gì hết nhé. Siêu sale 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 11 tới đây tại Thời Trang Nam Fabity, giảm giá tới 70% toàn bộ sản phẩm thu đông, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các đơn hàng. Siêu sốc 8.000 sản phẩm mocha, áo giữ nhiệt, áo len cổ lọ, áo khoác lót lông Fabity giá chỉ từ 29.000 đồng. Hãy nhanh tay truy cập link shop ở phía dưới phần mô tả để xem nhé.